tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Bà chị mới sắm chiếc Lamborghini bự ghê hồn, gọi vợ bắt ghế leo lên, trải thảm lót mông, rồi bà giơ cái chân leo lên thì bất ngờ. Chưa kịp bám, bà bò đã giọt một phát làm chị gái té sắp té ngửa. Thôi, chuyển qua đi xe đạp cho nó lạnh chị ơi. Tiếp theo là tình huống anh thợ chụp hình đỉnh của đỉnh. Cô dâu chú rể ôm vô, cười nè. Anh ơi, em chịu hết nổi rồi. Từ từ, tao chụp nốt mô này đã. Và cái kênh. Thằng em đứt gánh buông tay, làm anh thợ lọt phởm xuống hồ. Rồi, hư bà nó cái máy ảnh 100 triệu của tao rồi, trời ơi. Còn đây, tiệm quần áo đang thi công thì bà chỉ bước từ cầu thang lên rồi bất ngờ. Trời ơi. Đây là đâu? Và tôi là ai? Tung một phát muốn mất trí nhớ luôn á trời. Quỷ nào lao kinh chi mà sạch dữ vậy? Đúng là suối quẩy mà. Thiệt đỡ không nổi với mấy tình huống của các anh chị nhà ta luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!